Hả? Không, tôi Hải Phòng. Chứ không phải nãy nở kỳ đó đâu. Không. Thôi, tôi đi về. Thôi, tôi lại ở lại. Huệ ơi! Huệ ơi! Huệ Hải ơi! Dạ! Ôi! Lúc mày làm gì mà mày ngồi ngồi như này, lúc này đó đấy. Lúc làm gì hai vợ chồng mày đi đâu rồi hả? Xuống chương trình đấy hả? Ôi xuống nhá. Ê, nước rồi cụ ạ. Thế mày có Hải Phòng không? Dạ, không có Hải Phòng. Ừ, thế thì tao Hải Phòng. Vâng. Ừ, thế hai vợ chồng mới đi có việc gì mà xuất trình chính cái nước đeo mà cất cụ lên? Là bồ mà đất tắt nhà cửa. Thế cái mộc quán nó đâu? Dạ. Quán không để kia. Thế không lấy ra thì lấy đâu mà tao nói không? Đi xuống nè. Ơi, tao biết đâu nói xong mày mày nhắm biểu cháu. Tao cứ chắc ăn, tao cứ lấy trước. Thế còn cái đánh dấu của hả cháu? Dạ. Bỏ chứ gì. Con mong 30 ngày nay cho chùa. Sướng nhá, hai vợ chồng sướng nhá. Cái này mua ở đâu đây? Dạ, con mua dưới Hải Phòng ạ. Cái này có phải của nhà mình ấy, ở đây ở đâu đấy? Của cháu. Đây là của cháu nó gửi ra. Dạ vâng ạ. Mày lấy chồng của nó đi à? Dạ phải cô. Cũng lại phân. Thế tao đổ con chồng người ta không ngắt đâu. Không, 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 của cháu mua về đấy ạ. Thế mày phải báo này, con là cháu nó mua. Vâng ạ. Ê, nó gửi về, nó biếu các cụ. Vâng ạ. Nó biếu con nhưng mà con lấy luôn mang biếu các cụ. Dạ vâng ạ. Đâu nó phải biếu các cụ đâu. Vâng ạ. Mày lấy chồng của nó đấy chứ. Mẹ lấy chồng của nó thế này rồi về mai mốt nó hỏi mày cái sô-cô-la của nó đâu thì làm thế nào? Không, của anh. Con hỏi cụ là thế chứ con về cái nhà mới thì thế nào? Thế về nhà mới thế làm ăn thế nhục nhục lắm. Dạ. Ừ. Thế bây giờ vợ chồng mới đi tìm tao có việc gì? Con muốn lên là hỏi cụ nói cụ là. Ơ, chứ con là cụ cá. Con đang bảo cụ quản đấy. Con hỏi là cụ bị mất mỏ ở cái chỗ mà cá đi nhiều cũng có cái mồ mả đi tinh trong cái mồ mả mới tìm năm nay không tìm được vì năm nay năm hết tết đến nơi rồi. Bây giờ chúng mày cũng không thể bờ bới đào mới xây ngược quê con này. Ghi âm là cái gì? Không, con ghi âm để cho về các em cho con nghe. Ghi âm là như thế nào? Con chỉ xin quay ghi âm thôi ạ. Con xin con được không? Ký đi. Ký âm là cái thảo giá gì? Anh giúp em thì hết bảo đấy. Đây, chị đưa để cho các chị của bác Thảo cú là mang ra làm sao? Rồi. Đấy để làm gì đấy? Con ghi về để cho các chị mới để các em nghe lại đọc lên thôi. Nhưng mà các anh chị mày nó có tín đâu mà nghe? Không, các anh các chị còn có. Nó có, nó không đi tìm các cụ. Có, nhưng mà các anh các chị con thì bận công việc thì có thì bận chồng con đi tìm cụ. Thật không đấy? Con thật. Hôm nọ chị lên dặn là thế mà. Thế mày điện ngay cho chị mày. Dạ. Nếu tao hỏi xem có đúng không? Con không có số của chị. Hôm nọ chị lên chị bỏ hết mà em đi mà thấy các cụ lên thì hỏi giúp chị nữa. Mày cứ điện đi. Con không có số cụ ạ. Thế nên nó không có thì tại sao nó bảo được mày? Không, chị ở nhà. Mày điện cho con Liên đi. Không thì xin số. Mày điện cho cái Liên đi. Không, chị có và chị có dùng máy điện thoại đâu. Các cụ đọc cháu chị. Điện cho các cháu. Bảo là đưa cho cái Liên. Nói gì khôn ngoan. Không thì bây giờ mày điện cho cháu Giang. Con điện cho cháu Giang. Cho báo điện cho cháu ra. Không có số bà cụ đọc cho. Không có số. Bầu cụ cho. Cụ ấy thấy con nhà cụ đọc. Mày bấm cho con nhà mày bảo cháu nó cho. Báo cho thằng Tuấn Anh là nó bấm cho con Giang đi. Giang nó bấm cho con Liên. Thế là xong đấy. Không, chị Liên con không có dùng máy. Con tao không gọi con nhà mày. Mày bây giờ mày bắt tao thế. Tao không gọi con nhà mày nên tao ghét tao không lên đấy. Dạ. Mày đặt con mày bắt cụ gọi như thế thì bố đứa nào đấm gọi. Hồi đấy là con mày vợ chồng mày này bắt tao gọi bằng ấy anh nhìn là đời tao gọi bằng cháu đâu đấy con không phải con. Cháu anh đâu? Dạ đây con đang gọi cái cháu này. Ăn là toàn bị số đá gì số của người ta. Chắc là của ngày xưa của Tuấn Anh ơi, cái ngày xưa nhưng mà bây giờ tôi theo các anh xuống nhà của nhà mình nên anh bảo tôi đi trả dưới này. Gọi cho bác Liên nghe có số. Bây giờ hiện tại anh đang ở Hải Phòng có số nhà không? Lội nhà mình nên.
cụ ấy là cụ, cụ là cụ không cụ cụ nào tin đấy tao luôn ấy bấm lên bấm là số của mẹ để cụ cần gặp bác Liên, cụ đang bảo bác điện cho Giang hoặc là bác Liên đấy, cụ đang bảo một là điện cho chị Giang có nhà không có nhà thì con điện cho bác Liên để bác Liên bấm là số của mẹ nhá, xem hỏi ông nhanh lên nhá, không nên lúc ấy là bọn này lừa tôi chứ không 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 được thì tôi ở một tỉnh nào một tỉnh không còn không không lừa thì cụ ơi. Hôm nọ chị Miên lên nhà con chắc cũng biết là chị nói ở dưới nhà mà. Thì chị nói cho tôi biết đâu biết. Khi chị em mới nói thì thấy xấu tao sao? Con muốn lên là nhờ cụ xoay xem con về cái chỗ nhà mới. Thế bây giờ tao hỏi mày, bây giờ tao chỉ hai vợ chồng mày trước. Thế bây giờ mày bắt tao gọi con mày bằng anh đến bao giờ? Ấy thế bây giờ con lại chót đặt tên cháu như thế rồi thì rồi sao được bây giờ? Mày đưa thằng anh đây. Bảo giờ. Anh ơi, bây giờ tao phải bắt nó phải cải tên đi. Dạ, vâng ạ. Còn nếu gọi bằng anh thì tao không xuống ngoài phòng tao phục hộ cho đâu. Thôi thì cũng gọi nó là Tuấn. Tuấn thế nào? Tên của nó là anh, tên của nó là anh. Tuấn Anh. Tên là Tuấn Anh thì gọi nó tôi vẫn thường thích là tên chị Tuấn không thôi. Mày đưa đây, tao hỏi nó. Chứ ai mày đưa đây. Là lộn gọi là anh Tuấn. Mày biết đâu mà bấm châu giời ơi. Mày chỉ có bấm châu ăn thôi. Bấm cho thằng Anh đi. Dạ vâng ạ. Để con hồi đấy con không đặt tên chị Điên thì đặt tên cho cháu đi. Đến lúc con thấy chị đã đặt tên xong. Thế rồi. Thế nên là tí nữa tao phải gặp con Điên, tao cho con Điên một trận. Ai mày đặt tên cho con đi, ra nhà mày để đặt tên thế. Tao cứ bấm vào cái số di động của nó, đúng không? Dạ vâng ạ. 08, nó dùng số mới rồi. 667460 98. Bấm. Thế là đây, bấm. Thế là lo. Alo. Ấy. Con chào cụ đi cụ ơi. Tao đang có khi chúng mày nói đâu. Con nói cho con nghe. Con xin lỗi. Ơi kìa cô ơi kìa. Con xin lỗi cô ạ. Con xin lỗi. Có phải cháu Tuấn Anh không? Ờ thế đây là cụ báo cáo tình hình cụ tên là cụ nhớ. Nhớ. Con nhớ chưa? Cháu có biết là đây cháu có biết là cụ Phương thì nhớ không? Mà ơi cháu có biết thằng Dậu là thằng nào không? Con có biết trẻ là ai không? Đến bây giờ là cụ báo cáo với tình hình với cháu, là cụ nhớ số của cháu cụ. Mẹ mày bảo không tìm được ra đâu cả, cứ bảo đây để cụ bấm số ta. Thế là cụ bấm luôn. Mày gọi điện cho bác Liên, mày bảo bác Liên là tại sao bác đặt con tên là Tuấn Anh. Bây giờ đây thế này, bây giờ mỗi lần thắp hương các cụ thích mày làm anh của cụ à? Thế rồi thằng Dậu nó cái chéo này là nên các cụ là phải gọi mày bằng anh tất hả? Hả? Ôi giời ơi, tốt nhất là bây giờ đây cháu làm gì thì làm. Từ nay trở đi theo như cụ thì cháu đặt tên như thế này này. Để đây. Có được không? Thôi mày cứ gọi thế này, cụ cứ gọi. Từ nay cũng mày gọi Dậu ơi. Quần này cụ ạ. Tên bố mày quần này cụ ạ. Mày chơi không tao chơi không mà. Quần này cụ ạ. Quần này cụ ạ. Ôi thế bây giờ con hỏi lại con bây giờ đây các cháu định tính thế nào chứ cụ không gọi Tuấn Anh đâu. Anh ơi. Vâng cháu. Thế nên là bây giờ cụ con nói mày biết, bây giờ từ nay giờ đi cụ ơi bàn với các cụ rồi, từ nay giờ đi không phục hộ cho gia đình nhà cháu nữa. Vâng, cụ. Nhà cháu muốn làm cái gì thì cháu làm, chứ bây giờ cụ không bao giờ cụ chấp nhận là Tuấn Anh đâu. Bởi vì cái tên Tuấn Anh không thể chịu được lỗi. Con xin cụ cho cụ đặt tên cho là cái gì? Thì bây giờ chúng mày về gọi thế nào thì gọi, chứ bây giờ cụ mới gọi là anh cũng không gọi đâu. Tuấn. Con gọi nhờ cháu là thằng Tuấn thôi. Thì cụ bây giờ cụ cứ gọi là Dậu ơi. Vâng, vâng. Thế thì không gọi tên là Hải ơi. Vâng, vâng. Tên bố này. Vâng, vâng. Dạ vâng, thế được. Con xin cụ đặt tên cho cháu, cho mày cần những là thế nào cũng cháu hả? Mà từ nay giờ đi các con, các cháu phải có tên, có tuổi, nói tử tế. Bây giờ các cháu thế còn đi ông nọ cái kẹo, thế cái chocola ông nọ bố mẹ mày lấy ở đâu đấy? Vợ mày mang về, thế là bố mày mẹ mày lấy trộm của vợ mày đúng không? Vì cái này là đúng, thấy chưa? Ơi trời ơi, thấy chưa? Thế nào mà đồ ăn trộm? Như người ta đúng đấy, cụ nói với cháu nghe này, thế thế này bây giờ thành cụ là đồ ăn trộm. Đấy mà bố mẹ cháu này thế có ngon chơi cho cụ không? Không ạ. Con này cụ ạ.
Cụ thấy mở tủ lạnh nhá. Lại xong bắt đầu không nói năng gì, bê đi một hộp. Có nhớ chưa? Mà đấy là của cháu dâu mua chứ không phải là của mẹ cháu mua. Ôi biếu đâu mày lại đỡ cho mẹ mày, trời ơi giờ cái thằng này không có thua đâu. Giờ thằng mà cụ thấy mẹ mày lấy trộm đi mà mày không biết. Nhá. Thế bảo bác Liên, thế còn đây giờ cụ có nói với các cháu thế này này, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, giờ cụ chết rồi cụ không còn sống nữa. Bây giờ anh em các cháu cũng lớn cả rồi, con nhớ chưa? Thế thôi giờ đây các cháu cũng dựng vợ gả chồng rồi, bây giờ cuộc sống thì cụ không còn trên đời này, bảo là thôi lo cho các cháu các con. Thế nãy giờ đấy, cụ đang tính rồi, thế mai mốt cụ phụ hộ cho cháu, ê, đẻ thêm đứa con trai nữa có được không? Vâng. Thế hay là cụ cho đứa con gái nữa cho đi dép cả đôi? Không. Cũng vâng. Trai gái đều được hết. Thế cụ cũng thích cái hình đẻ thêm đứa nữa, nhiều ít đẻ, nhưng mà cháu đẻ cháu phải chơi khăm vào, cháu đặt tên thế nào phải đặt tên, nghe phải hay hay và trí cho cụ. Thế còn con Liên có đấy không? Liên hả con? Ôi giời ơi, thế bây giờ ta hỏi con bây giờ đi về nhà về cửa bây giờ ai cho con này giờ con này đặt tên cho cháu? Đây bây giờ đi bố mẹ nó có ai khiến con đặt? Vừa ta bảo nếu mà không điện cho bác Liên được thì là điện cho cái Giang, điện cho cháu Giang là cái Giang nó sẽ điện được ấy cho cái Liên. Thế giờ các cháu lớn rồi thì giờ các cháu đặt thế thằng Tuấn Anh, thì bây giờ chúng tao cả đời chúng tao gọi thằng Tuấn Anh bằng anh à? Hả? Thì người ta thế nào thì thế, bây giờ các cụ nhà mình bây giờ đến các con các cháu ra các cụ cho lập nghiệp, thế tại bây giờ đến đây các cụ cho các con các cháu lập nghiệp để sinh nhai lập nghiệp sinh sống cuộc sống được may mắn cuộc đời để các cháu đỡ khổ, bây giờ cho bát ăn bát để nước trong nước ngoài cho các con các cháu được bằng người ta. Thế mà bây giờ đây thấy các cụ chết từ tám kiếp bao giờ, bây giờ các cháu khấn con lạy các cụ phụ hộ cho Tuấn Anh, thế là cho anh của chúng tao rồi. Không, cái Tuấn Anh là đâu phải là đệm Tuấn, xong mới đến chữ Anh là cái anh đầu mà. Thế nên là bây giờ đây tao có nói với các con, các cháu thế này này. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Bây giờ đây các cụ cho các con, các cháu được nhà cao cửa rộng rồi, cụ cũng cho tiền tài địa vị được rồi. Thế giờ thôi anh em con cái có thờ, có thiêng thì nè, tôn trọng các cụ thì đợt này thì nè, lo lắng mồ mả cho các cụ màu yên mà đẹp. Rồi nè, bây giờ đây nhà mình còn mất ngôi mộ, con nhớ chưa? Người mất được ngôi mộ của ai? Của bà Nhớ. Phương Thị Nhớ. À bà Phương Thị Nhớ, thế cụ ấy cũng cho con biết là ở Phương Thị Nhớ là đây. Mày có biết là thằng Dậu là thằng nào họ Lê không? Vâng, thế về đấy là bố của con. Bố con, thế còn con hỏi cụ là thế bây giờ cụ làm ở đâu để cụ bảo cho con? Nằm ở đâu còn lâu mới chỉ. Thì con cháu biết thì con cháu đi. Không, tôi không chỉ. Thế nên là bây giờ tôi chưa chỉ, bao giờ các anh các chị sang năm các anh các chị có tâm các anh chị tìm tôi thì tôi phù hộ cho. Còn không thì là tôi cứ về nửa đêm tôi cứ trêu. Trêu các anh các chị thì là tôi không làm gì được. Nếu mà chúng con nhất tâm đi tìm cụ vẫn cho chúng con tìm thấy cụ ạ. Ừ. Thế chúng mày có biết Sơn không? Dạ có ạ. Chú Sơn là em chồng của con ạ. Thế mày có biết cái Hà không? Có ạ, cái Hà là con trai của chú Sơn ạ. Thế con đi về nhà về bảo mấy cả cháu Hà, con nhớ chưa? Làm gì thì làm phải cẩn thận vào. Về bảo cả nhà Sơn thế cho cụ. Con nhớ chưa? Thế giờ thì vợ chồng nó thì thế nào? Thì vợ chồng nó bây giờ cũng đang run rủi cho chúng nó đoàn kết đây. Vâng, con cụ cũng muốn cho chúng nó về với nhau năm hết Tết đến chầu. Cũng về để cho các em nó hạnh phúc bên nhau thì cũng lo. Thế mà vợ chồng mày ở đây cứ sớt chinh trịch nhà mãi không thấy các cụ lên. Mãi các cụ không lên. Thế chúng ta còn sang nói chuyện với cụ ngoại nhà nó. Dạ thôi có cụ thì con dạy cái mang các cụ cho các cháu nó về với nhau. Bây giờ có con có cái rồi thì các cụ buông ấy, bỏ cái giận cái tức ấy bỏ đi để cho chúng tôi xin cháu nó về. Cho nó đủ vợ đủ chồng, cho con cái nó đủ bố đủ mẹ. Thế chúng ta cũng nong cóc đi lo cái việc của thằng Sơn. Thế mà mày ở trên trần thì mà chồng mày cứ kêu là lâu suốt cà ruột không thấy cụ lên. Xong là đây mãi không thấy cụ đâu. Thế xong là đây bảo các cụ là chậm đi cả không biết đường.
Dạ. Không biết đường mà các cụ lại đi lo cho các con, các cháu cụ thế à? Dạ vâng ạ, con xin lỗi. Con hỏi là thêm vụ mà chị con thế thì người ta đến ta lừa tiền thì cách làm. Đấy, đấy lừa tiền là tại các cháu xây nhà mới. Còn bây giờ đây các cháu cứ tự tử đi. Thế còn bây giờ tao có nói bây giờ tao còn đây tính giàu. Thế mày có biết đây cái hưởng không? Có ạ. Hả? Cái hưởng. Hưởng nào cũng con biết ạ. Không biết đứa nào nó lừa mày à? À không phải hưởng. Thế còn đây về đây cái niên mày về mày bảo đi rồi tao phụ hộ cho cả các cháu. Thế con Giang đâu? Về bảo các cháu rồi đợt này các cụ phụ hộ cho cả. Rồi này đây đây các chị mày luôn cả đông điếc luôn. Các anh các chị ở nhà rồi tôi nào phụ hộ cho đông đủ cả gia đình. Năm nay Tết để cho đoàn tụ gia đình được chưa? Dạ vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn. Còn đây về thì tôi cũng chả giận gì các anh các chị đâu. Nhưng tôi thương con bé Hà lắm. Mà con Hà sao nó cũng không ấy, mở mồm nó khấn cụ ơi cho bố mẹ cho về với nhau nhỉ? Chả nó khấn gì các cụ? Thế cụ run tuổi nếu mà nó khấn cụ thì có ngon này không? Vợ chồng em về đoàn tụ với nhau. Đang nói chuyện mày cứ ngồi yên đấy đi. Để cho các em nó... Thế mày yêu họ Lê không? Con có. Thế thì ngồi yên. Dạ vâng ạ. Đấy thì đồ ăn trộm còn cứ lõi năm mồm. Con hỏi em cái công việc của em con thì tới đây có thuận lợi không? Cái việc của nó là ý định nó định đi đâu? Ý định của nó là qua nước ngoài. Vâng. Cái nó định đi nước nào? Để làm gì? Đâu con muốn biết để xem là nó định đi làm ăn đấy, chú định đi chú làm ăn đi như thế nào và đi cái đấy là nó phải do nó. Dạ. Nếu nó mà có duyên nó tự tâm, con nhớ chưa, con không thể xin cho em con được. Dạ vâng ạ. Nếu con tin con hỏi cụ thì cụ biết thôi, cụ biết thì nói cho em biết. Biết thì bây giờ nó thích đi thì bây giờ đây tùy ở nó chứ còn nó đi ép gì ở các cụ. Không, cụ phù hộ cho là em con là có thuận lợi hay không? Hay không, cái việc đấy là việc của thằng Sơn. Thế con muốn... Thế mày có biết cái năm không? Con có. Cái năm là vợ chú Sơn ạ. À. Tao muốn cho chúng nó về với nhau, mày có muốn không? Con có. Chúng con có à? Thế thì à? Bây giờ mày phải báo các cụ chứ bây giờ nó đi nước ngoài, nó muốn đi lao động hay nó muốn đi làm ăn thì bây giờ tùy ở nó chứ tao bây giờ tao quyền thế nào được, có bánh các cụ. Cô ấy thế con hỏi phần con hỏi là bây giờ thì con mấy cái ngôi mộ ở cầu gỗ thì làm như thế thì cũng được chưa hay cứu quốc như thế nào của các cụ nhà mình ở cầu gỗ? Thì các cháu, các con, các cháu làm thì anh em tập trung làm rồi. Dạ, vâng. Thì là các cụ cũng em mừng nhưng mà mộ của tao chưa thấy thì tao chưa mừng thôi. Thế cái bốn ngôi mộ là những ngôi mộ con không biết là các cụ ví dụ như là... Ngôi đúng rồi nhưng mà có cụ Thăng ấy thì là... Thăng là... Biết là như thế nào mà thì con phải gọi cụ Thăng bằng chuyển cụ chỉ biết cả về đấy dây thì không biết là cụ nào họ hàng với nhà mình như thế nào. Thì cái cụ Thăng là có họ như thế nào với nhà mình? Con phải gọi cụ Thăng bằng gì? Bằng là cụ hay là... Không, nếu mà cụ Thăng cụ cũng vẫn là cũng trong họ thôi. Vâng. Con nhớ chưa? Vâng. Mà đây ngày đấy chúng các cháu chỉ biết cụ là cụ thôi. Vâng. Chứ còn các cháu cũng không biết là họ hàng như thế nào. Vâng. Vâng. Nhớ chưa con? Vâng. Chỉ có đời các cụ mới biết được. Vâng. Đấy, đời bố cháu cũng biết. Vâng. Con nhớ đời thằng dậu cũng biết. Vâng. Nhưng mà đời các cháu thì không biết được. Vâng. Chỉ biết là tên của cụ như thế thôi. Vâng. Còn bốn cái ngôi mộ cho chuyển về này đều có tên tuổi cả mà. Vâng. Mà sao cháu lại nói là ấy, cụ ấy xem là có tên có tuổi không? Vâng. Cháu nói thế là cháu mách que. Không, con nói đâu. Con không hiểu là cụ Thăng là con phải gọi như thế nào. Thì mày chỉ có hỏi mỗi là cụ ơi là cụ Thăng cụ bằng vai phải nứa mới ai. À dạ vâng. Thế, thế chứ mày lại nói là bây giờ đây mấy cụ kia. Vâng. Bây giờ cụ nào cũng có tên bia hết rồi mà. À dạ vâng. Đúng rồi cụ ạ. Đấy là con mộ của... Thế con không muốn hỏi này, thế mẹ con... Chứ cháu không thể nói thế được. Ôi, con nhà cháu ngán nói cũng xách mé giống với thằng sáng tao đi ngay đấy. Con xin lỗi con xin lỗi cụ, con xin lỗi. Còn một chị cả trẻ nhưng con chưa được biết tên. Bây giờ các cháu, bây giờ các cháu, mẹ cháu. Không là cháu có ăn nói này là tao không phục hộ cho nữa nè. Nhà con thế còn bây giờ các cháu nói phải có đầu có đuôi. Vâng, vâng, con xin lỗi. Còn không là đây sau này tao cũng không phụ hộ cho các cháu đâu. Vâng, còn đây cháu tao không đây phục hộ cho nữa rồi. Bây giờ tao cũng sang, tao cũng không đậu cho chúng mày nữa. Con xin lỗi. Nào cuộc sống chúng mày rồi sau này đấy nhá. Tao cứ về tao bảo các cụ ơi. Thế tao hỏi mày một câu nhá. Mày có biết thằng Toàn không? Mày có biết cháu Hương không? Không biết. Bây giờ mày ra Hải Phòng rồi mày biết ai với ai?
Đấy, ta chỉ hỏi mày câu đấy mà mày còn không trả lời được tao. Hương với Toàn hay là về là vợ cho con hay như thế nào thì cũng nói. Nếu mà Hương Toàn thì là bên ngoại nhà con. Thì bên ngoại nhà mày em mày. Vâng ạ, đúng ạ. Con hỏi mày nhá, bên đấy con nhà mày cụ. Đấy ta chỉ cần hỏi mày thế. Đấy là em gái con với em rể con. Em rể mày, em gái mày nó hay sang nhà mày chơi. Vâng. Nó chê, nó là cái Hương Toàn đến các cụ còn biết cái đầm mới đấy. Vâng, con xin lỗi. Mày đừng có nói với cụ là đấy, cụ ơi, xem bốn ngôi mộ kia thế này. Con muốn hỏi cụ là mày chỉ có hỏi là bây giờ cụ ơi, nhà mình tất cả bốn cụ nhà mình. Vâng. Là bây giờ quy tập chúng con sửa xa cho thôi. Dạ vâng. Nhưng riêng một cụ ấy là bây giờ cụ bằng vai phải nhớ với ai. Vâng. Và có phải là trong nội tộc của Lê nhà chúng con không? Vâng ạ. Hay là ngoại tộc bởi vì cụ cũng có tên. Vâng ạ. Nhưng mà lại cụ không có ấy, có họ. Vâng ạ. Có ấy, có họ, có tên. Vâng. Nhưng mà cụ lại không biết là ngoại tộc hay nội tộc. Dạ vâng ạ. Cháu chỉ hỏi thế thôi nhé. Biết là cụ thăng con phải gọi. Còn đây các con, cái cháu này ăn nói. Nhưng mà đang muốn là chúng con chỉ thế đây là tao nói mày lên đây cụ ơi, con muốn lên đây là trước hết là con muốn là cho con kể cả con nhà mày đi cho con để cái kẹo và sô cô la để tao hỏi là ấy ấy như bà con muốn xin con là hỏi là tao còn thấy vợ mày mở tủ lấy đàng hoàng. Dạ vâng ạ. Đây con muốn xin hỏi cụ là nếu nhà con chuyển về đấy thì cụ xem là chúng con ở như thế có thuận không, có được không. Thế bây giờ ta hỏi vợ chồng mày, thế tiền của vợ chồng mày đâu hết rồi? Dạ. Từ ngày về nhà mới tiền đâu hết rồi. Thì con xin lỗi cụ là con chắc là cụ biết rồi chứ con muốn lên đây để tao hỏi tiền đâu hết rồi. Cụ giúp con đấy ạ. Con giúp cụ giúp con, con nhờ cụ giúp con đấy. Cụ ấy cũng giúp con để số lợ người ta. Con có. Ô thế bây giờ mày bảo cũng có đồng nào? Thì thôi, có đồng nào thì thôi. Không, nhà con là không biết, có con biết, con giấu nhà con. Con lên đây là con cũng muốn là cái tiền, thế tao mới hỏi mày cái tiền xây nhà mới xong là tiền đâu hết. À xây nhà thì hết tiền rồi chứ cụ. Thế còn cái tiền mà bây giờ người ta vay mượn vợ mày. Vâng, con lên đây con muốn tên cầu để cụ về, cụ giúp con là cụ run rủi để họa trả cho con ấy ạ. Sao mày bảo nhà con giấu nhà con, nhà con không biết đâu ạ. Con xin lỗi cụ, đây là con giấu nhà con. Chúng mày lấy nhau mà ở với nhau này không biết cái tiền đấy, vợ mày cho vay cho mượn. Không, nó không nói chuyện gì với con về kinh tế. Con giấu, con giấu. Cho nên con như là con này con không có tiền, của nhà con nó có hay không thì con không hỏi. Ô thế mày vợ chồng với nhau, thế con này găm được tiền à? Con không găm nhưng mà tiền của chồng công vợ nhưng mà con chốt cho người ta vay, người ta hỏi người ta vay, con cho vay là giờ người ta chưa giá cho con thì người ta cũng không phải là người ta bảo không giả. Dạ, người ta bảo giá nhưng mà bao giờ có người ta bảo giả. Bao giờ người vâng. Ta có người dạ, ta giả. Vâng ạ, đúng ạ. Người ta chứ bảo bao giờ có người ta mới trả. Không bảo là người ta không giả. Vâng, nhưng mà con muốn lấy tiền mà cái số tiền đấy là cũng không phải số nhỏ. Dạ vâng ạ. Ê mà sao mày lại đưa cho vợ mày số không, tiền lớn con cho cầm nhất, con cầm nhớ. Ừ thế mà rồi. Trong khi đó nhà không còn tiền hay có tiền hay cho vay mày. Con biết là nhà con trong nhà còn có nhiều phần trăm. Con chết rồi ạ. Chết rồi. Con xin lỗi. Con xin lỗi cụ, con giấu nhà con ạ. Con xin lỗi, con giấu nhà con. Thế cụ ơi, con hỏi cụ là thế tao mới hỏi mày rằng là tiền nạp nhà xong để đâu hết rồi. Con xin lỗi, mày để kêu là con làm nhà xong là hết. Mày có biết là hết hay còn đâu. Chính tỏ là mày không thông minh. Thế nên là lấy vợ, vợ có bao nhiêu tiền, chồng có bao nhiêu, của chồng công của vợ. Nếu nhiều thằng đàn ông trong gia đình, bà cầm kinh tế tôi cho bà cầm, nhưng có bao nhiêu là tôi biết. Con xin lỗi cụ. Con xin lỗi cụ ơi, mặc váy đi. Con muốn hỏi bà Lội là bà Lội ơi, con còn mấy cái chị mà chị cả của con muốn biết tên chị cả con mà mất ở cái năm nào và tên là gì để tiện những cái ngày mà dỗ thì con còn biết được. Con khấn không bảo thì con xin cụ là không cụ, lỗi cụ cho con biết. Ừ, cụ đánh không bảo đấy, con thì cái tâm niệm của con là cụ con rất là cho muốn con biết là bây giờ là chúng con là những người chị đẻ sau mà chị con là người đẻ trước, nhưng không may chị con bị mất thì chị con tên là gì. Đấy, và cứ về sao? Vẫn giọng ơi là được. Con đấy, xin cụ. Không thì về cái chị ơi là được. Con xin cụ. Đấy, con xin cụ ạ. Cho con biết là cái chị đấy tên là gì, chị của con. Để con những ngày dỗ Tết và chị thế mất ngày nào. Thế ngày xưa bố mẹ mày còn sống, sao bố mẹ mày không hỏi bố mẹ mày?
con biết rồi, nhưng mà cái thời điểm đó thì con còn bé, con cũng không hỏi. Nhưng bây giờ rồi là chị Liên mày thế nào chị mày chả biết không? Chị cả cơ, chị cả con này còn đẻ trước chị Liên, đẻ trước cả chị Liên, chị Liên đẻ sau. Nhưng mà đi tao hỏi mày biết cái mày về ấy thì nào, mẹ ai chả kể với các chị mà. Con xin bảo lộ cho con biết, tao đéo bảo làm gì. Ta xin bảo lộ cho con biết, con xin bảo lộ. Ta có bà mày đâu, ta chỉ đẻ cho thằng dậu, ta có đẻ cho mày đâu. Mà ta có họ với mày. Bây giờ mày Hải Phòng tao thì mày mời ta ra Hải Phòng, ta ở thì ta ở Hải Phòng thôi. Con xin chỗ thì ta về cầu đá ta. Chị có tên là gì và mất ngày nào năm nào để con không bảo. Cái ngày giỗ thì con còn biết được, con kêu. Mày cứ kêu là ba ổn bảy vía, ba ổn chín vía mà con của ông bà dậu ché đâu rồi về đấy. Thế cụ ơi, cụ con muốn xin hỏi cụ là thế con về cái nhà đấy thì em con có để lại gửi biếu gia tiên nhà mình cái ban thờ với mọi thứ như thế thì liệu có được không ạ? Cái đấy là tùy các cháu. Dạ. Nhà chúng mày mà ấy vui vẻ mày sẽ em nó cho, hoặc là anh em cho nhau là chuyện thường. Dạ vâng ạ. Còn đây cho nhau ví dụ thờ phụng gia đình, cứ anh em ruột thịt cho đầu thờ là vẫn lấy được. Dạ vâng ạ. Hoặc là ấy, còn ví dụ như người dưng nước lã, ví dụ là không họ không hàng mà người ta để bàn thờ nhà mình thì không được. Dạ vâng ạ. Ấy nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Còn đây nếu mà của nhà mình thì cứ vô sở tư. Dạ vâng ạ. Ừ. Thế còn con ở chỗ đám đất đấy thì cũng xem liệu có mát mẻ, có gì phạm không ạ? Không, từ ngày thấy cháu về nhà mới đi cho vay không đòi được tiền. Con xin lỗi cô. Vâng ạ, đúng ạ. Cháu trai ạ? Dạ vâng, con có biết gì về tiền đâu. Con giấu nhà con, nhà con không biết. Nó có tiền nó cho vay, con có biết đâu. Con xin lỗi cô ạ. Mà thế vợ mấy trăm triệu đấy. Con xin lỗi cô. Cô ấy thế còn muốn hỏi là cái tiền của chị Liên con đấy thì bây giờ chị em con bằng cách nào mà lấy được? Tiền của chị Liên con cho vay cái thằng ấy nó lừa cái vấn đề công an việc làm của con và cháu Giang đấy. Thế bây giờ cụ bảo cách cho con. Không phải là nó là lấy là... cháu cho vay, cháu nói thế là sai. Vâng. Cái đấy là các cháu nhớ, các cháu còn cậy cục nhờ người ta. Vâng. Chứ không phải người ta lừa các cháu. Vâng. Đến nịnh nóc người ta. Nhờ là thôi bác ơi chăm sửa giúp cháu, cho cháu công ăn việc làm thì là đấy. Bác ấy giúp đỡ cháu vậy là có gì thì chúng em ấy cũng không có nhiều nhận gì thì thôi chúng em có tí quà các bác giúp em với. Thế đến khi các cháu này nâng cái tờ báo lên các cháu đặt cái gì đây kệ các cháu. Vậy các cụ. Thì đây không là đưa đến nhà lại. Chứ nó có thò tay nó cầm đâu, các cháu đặt xuống bàn đấy chứ. Không mấy các cụ cũng đến nhìn. Ủa, bây giờ và cách nào để đến nhà để. Thế nên là bây giờ các cháu đến nhà người ta, các cháu thì nó chứ không nói là người ta vay các cháu được. Có phải các cụ? Cái đấy nó khó, còn cháu đừng có nói là người ta lừa các cháu. Nếu các cháu nói thế là các cháu không có biết. Đây, các cháu chỉ nghĩ là cái gì của mình tốt là mình nhận của mình tốt. Còn cái gì không là cháu đổ cho người ta tất. Cái này là nhà ta tự nguyện đến xin lễ nhờ xin việc. Chứ không phải là người ta bảo mày mang số tiền đến đây tao chạy việc cho. Có phải các cụ? Nó này hoàn toàn khác. Cụ ơi cụ. Thế là cháu cứ biết là cái tốt đẹp nhà mình chứ cháu đừng nói cái chữ tức lừa. Thế cháu bảo chữ lừa đến tai cụ nhà nó phải bênh bênh. Bây giờ mày biếu, ví dụ ai đến biếu con thì cháu dứt khoát cụ cũng phải lờ đi thôi để cho con cháu cụ lấy. Dạ vâng ạ. Thì người ta ăn thế thôi, thế là mình tình nguyện chứ không người ta không vay. Vâng. Người ta không xin. Cụ ơi cụ, con xin hỏi là bây giờ tên của cháu như thế mà cụ không... Thế nên này là vợ chồng này đều từ đầu đến đuôi cũng đều không biết gì hết. Dạ. Nếu cái thứ nhất tao hỏi cái gì phải trả lời tao câu đấy. Dạ vâng ạ. Thì các cháu mới là đúng là con cháu thành. Dạ. Con này mày không phải là con cháu ta. Con xin cám hối cụ. Tao chỉ cần nói với đầu tiên là tao không thích con nhà mày tên thế thì mày phải có đầu có đuôi cụ ơi. Con xin cám hối. Thôi thì cái đầu đuôi từ bắt đầu điểm khởi đầu. Cụ ơi. Cháu nó con chót đặt tên thế thì là chị con đặt tên chót đặt thế thì là chúng con chỉ gọi cháu biết gọi thế thì là nếu có phạm vào đâu cụ kê đệ cụ ấy đổi tâm đổi đấy cho các cháu rồi cụ giờ cháu có vợ có con rồi không đi khai sinh được thế giờ đây các cụ thương con với cháu cụ độ cho cháu rồi nè
Ê, thôi cháu từ nay giờ đi gia đình nhà mình gọi cháu tên cái đệm của cháu, còn cái trên của cháu thì bỏ đi. Vâng ạ. Còn thôi dễ tờ, cái cháu bây giờ nó nhiều tuổi nó không nổi luật. Dạ vâng ạ, con xin lỗi cô ạ. Dạ vâng, con xin lỗi cụ chúng con. Cái thứ hai, tao bảo là gọi cho con Giang, điện cho con Liên thì chúng mày cũng kêu không có. Đấy là chị em ruột chúng mày có số nhưng chúng mày cũng không biết nha. Đến số của con là mày cũng còn biết. Con thế này cái đám cái sai lầm với cái các cụ nói thưa con xin lỗi cụ ạ. Thế trong cái đó là bây giờ các cụ nói là bây giờ đi cái thứ ba là cụ hỏi là bây giờ đi xây nhà xây cửa các cháu thế xong nhà xây nhà mới xong về nhà mới thế tiền các cháu để đâu hết thì các đấy cháu phải bảo cháu không biết cái này là của nó muốn à cái này của chồng công vợ đáng nhẽ cái này là cháu cũng biết phong phanh rồi nhưng mà cháu chưa biết chính xác là số tiền bao nhiêu tiền. Thế cháu chỉ bảo là thôi vợ con cầm kinh tế thì giờ nhà con có chót cho vay cho mượn thì thôi giờ người ta chưa giá nhà con thì thôi cụ dôn dục cho người ta giả bớt vợ chồng con để chi tiêu no cho các cháu về tuổi già vợ chồng con nhá. Còn bây giờ đấy con xin sám hối ạ. Từ đây mày bảo là bây giờ cụ xem nào chúng nó lừa con đấy lừa gia đình con không ai ta lừa mình hết nhá. Chẳng trên đời này chẳng ai lừa con mình đến nhờ việc người ta. Mình phải có đầu có đuôi, mồm mình lúc đấy con cái cháu chắc ba ê, mồm ba ê, miệng là phải nói ê, lên cái câu hot hay là thôi chăm sự nhờ các bác. Ê, các bác giúp đỡ cho cháu, cho công ăn việc làm, cho các cháu ổn định. Chúng em thì thôi, không có gì cả thì chúng em cũng gọi là người bác tí, ê, bác giúp đỡ rồi bác chạy trọt hộ em. Mình là người đến mời người ta chứ không phải là người ta bảo là mang cho tôi một vài trăm triệu. Nhớ chưa cháu? Dạ. Thế cháu bảo người ta là lừa cái kiểu gì? Nhà con á, nói không được đến đầu đuôi đại xá cái nhà con. Chị yên đấy đi. Đại xá cái nhà con ạ. Thế cháu bảo người ta lừa mình là mình kiểu gì con? Cái việc đấy là của chị Liên. Chị Liên chị đang nghe điện thoại này chị phải trả lời. Chị phải nhờ tôi chứ không phải anh nhờ. Có phải các cụ? Dạ. Bởi vì việc của cái Liên là việc của cái Liên. Việc của cháu, cháu chỉ biết làm sao cho lo cho con cái của cháu cho cháu thì. Dạ, dạ. Thế cụ ấy con muốn hỏi là cái thằng cu nhà con ấy thì tới đây cũng đi công việc của nó thì học con chăm sợ nhờ con chăm sự nhờ cụ để cụ chung đối để sắp xếp cho cháu một cái công việc để cho nó phù hợp với cháu ạ. Cho thằng anh thì dạ vâng ạ. Để cho công ăn việc làm gì. Dạ. Thì đấy mày phải nhờ các con mày chứ không thể nhờ cho chị Liên. Con muốn nhờ phụ để phụ chung đủ cho cháu xem là cái công việc gì để phù hợp cho cháu để cháu đi làm à. Thế ở nhà có được không? Không, ở nhà thì nó lấy gì nó ăn cụ. Vợ nó bao? Không, vợ nó không bao được. Cụ ơi. Hay là cụ giờ cho nó sang bên đấy với vợ nó. Nhưng mà không sang được. Vâng, thế thì bây giờ không làm gì cả. Cụ run rủi cho cháu xem là sếp sắp cho cháu xem là công việc gì làm để cho cháu phụ bây giờ với cháu ạ. À. Vợ nó là cũng không xa lo được cho chồng hay sao. Dạ. Vì đứa cũng bảo lãnh mấy lần người làm giấy tờ thủ tục có được đâu. Dạ. Không, chưa làm lần nào. Mày hỏi vợ chồng nó xem. Dạ. Chưa làm lần nào. Thôi thì mày cứ hỏi thằng Tuấn Anh xem. Vâng. Nó cũng ra lo nhờ rồi nhưng người ta bảo chưa đủ pháp lý nên không ai cộng được chồng ra. Còn đây không cần phải chắp tay mà chắp tay xong mai hỗn náo thì chắp tay làm cái gì. Ngồi thế nào cũng được, ngồi thế này cũng được, ngồi thế này cũng được. Không quan trọng. Thì cần là đi cái lòng dạ tốt rồi. Còn lòng dạ đẻo thì còn lâu. Mấy đời đấy. Con xin cụ, nhớ con xin cụ đánh đại xá cho con cháu ạ. Nhà tao không giống họ Lê nhà mà. Con xin cụ, cụ đại xá đánh đại xá tao này đặc biệt là trên trần này gì có ai họ Phương mấy khi đâu. Cụ ấy cái ngày dỗ của cụ ở chờ con chúng con ghi trong sổ thế đã đúng chưa? Có đúng ngày xin cụ không đúng thì bố mày giao thế nào thì chúng mày cứ làm. Xin là cụ nào thầy xong bố mày viết thế nào thì vâng, mày con cũng... Vâng, bố con viết thế thì chúng con cứ theo thì bố mày này đấy con chúng tao không biết thì ai biết. Bố mày viết lại giấy tờ thì chúng mày chỉ được theo chứ chúng mày cũng không được viết nhá. Vâng, dạ, vâng ạ, vâng ạ. Thì mày cứ thế mà múc. Con xin lỗi cụ. Như bây giờ bảo bố mày bảo là bố mày chết bố mày không giao đâu. Bố mày có viết lên giấy rồi. Dạ vâng ạ. Thì cứ ngày lành tháng tốt đấy mà cũng cụ đâu. Vâng, sợ là sai. Thế bố mày đấy, thế bố mày làm sao mà sai được. Thế mày cũng không nhớ cái chị em mà rồi làm.
không bao nhiêu mà con nhớ, con đi nhớ cái ngày đấy. Thế thì mày nhớ thì mày còn phải nhớ mẹ mày, con mày phải nhớ thì con người ta, ta lại phải nhớ bố mẹ người ta. Vâng, nhưng con sợ thì có làm đói kém thì chả biết ông nội con mất như thế nào. Mà có đúng này không, ví dụ như ông nội và bác của con là mất như thế nào mà con không được biết. Mà con vẫn cứ ấy lấy. Ấy này cái gì cháu mới là không biết. Vâng. Bố cháu đều biết hết. Vâng. Nhưng mà bố cháu lại chẳng nói gì cả, thành thử ra bố cháu không nói biết. Nhưng mà nhưng đây ông giấy cháu... trắng mực đen hết. Vâng. Cái ông nội cháu bố mất này ghi vào đây, ghi vào đây. Bây giờ là một cái thứ hai dỗ bố mày từ trước, nếu mà đi mà không đúng dỗ cho cụ lên cụ bật như là sao? Con sợ là con lo là sai thầy. Anh cứ lo cho con anh, dạ, anh lo làm sao cho con anh được đoàn tụ gia đình như kìa. Cụ ơi cụ, anh làm cụ. Sao cho đê thằng Sơn với cả con Năm được về với nhau kìa, đấy là mấy thằng người anh tốt. Cụ ơi. Nếu mày như người ta, mày là anh ấy, mày bảo cụ ơi, bây giờ con thấy các em nó đang trục trặc tình cảm đấy cụ ạ. Thì cụ xem thế nào, cụ giúp cho anh em ấy, các con, các cháu của cụ đây này. Máu của cụ đây này, cụ thương với cháu Hà. Thì cụ lại thương với các cháu chắc của cụ thì cụ cho chúng nó đoàn tụ với nhau lại. Dạ, đấy dạ. Mới làm cái câu nói. Dạ. Con xin lỗi cụ. Hôm mà con về thì con cũng đã tham gia mấy chú Sơn. Bây giờ cụ ơi. Thôi mày ngồi. Con cũng đã cảm nói đau cụ không muốn nói cụ đánh đại xá cho nhà con. Thế con muốn là thế hôm mày về hôm ấy mày tham gia với thằng Sơn thế nào? Con à? Con về hôm đấy tao thấy mày về mày nói. Vâng ạ. À. Con về con có nói với chú là thôi giờ không cái gì bằng vợ cái con còn thì thôi chú phải quay về cho con cái nó có bố có mẹ đầy đủ, chứ chú mà như thế thì các cháu nó cũng buồn. Thế con nói thì chú ở đây là của em, thế con nói bây giờ chị chỉ là chị dâu thôi, chị chỉ biết tham gia với chú thế thôi, còn thôi chú cứ thế. Con hôm ấy xong con lại gọi điện cho cái Năm thì hôm ấy con nói gì? Dạ con hôm vừa rồi con có Năm. Dạ. Tao còn thấy mày cũng lại gọi điện cho cái Lăng. Dạ vâng, thì con cũng nói là chị cũng nói với hôm ấy xin Lăng xin đi làm. Thế con cũng nói là chị cũng nói với Năm rồi, với chú Sơn rồi đấy. Thì chú bảo thôi đấy là việc của chú ấy. Thế nhưng mà hôm vừa rồi thì con thấy Thím đi vui lắm. Thế con hỏi thì chú ấy đi rút đơn rồi, chú ấy làm đơn đưa ra tòa. Thế nhưng mà Thím lên bày với lại trên cái chỗ cái người tòa án đấy là Thím nổ, Thím mới không muốn vợ chồng bỏ nhau để cho con cái nó mọi thứ. Tòa án người ta gọi chú lên thì chú biết là khuyên thế nào thì chú rút đơn. Thế đến lúc mà về thì giờ Thím cũng vui thì con cũng thấy mừng. Thế nên là vợ mà chồng mày, vợ mày đấy, mày đi tìm, mày nghe chưa? Dạ. Mày có đi tìm tao tại sao tao không lên? Dạ. Tao đến đây nhưng tao chỉ đến thoáng, tao lại không lên đến nữa. Dạ. Bởi vì thứ nhất là cũng muốn cho các cháu mày. Dạ. Vợ chồng mày cũng có muốn hạnh phúc không? Dạ. Thì tao cũng muốn cho vợ chồng chúng nó hạnh phúc. Dạ. Bây giờ năm hết Tết đến bố mẹ cháu đều mất hết rồi. Dạ vâng ạ. Không còn nữa rồi. Vâng ạ. Anh em các cháu nhất giả kiến phận phần nào phần đấy. Dạ vâng ạ. Vợ chồng cháu nhà cao cửa rộng, cái số tiền mất rồi các cháu cũng sẽ cố gắng để các cháu sẽ đòi lại được. Dạ vâng ạ. Nhưng nếu tình cảm vợ chồng mà mất, vâng ạ, thì các cháu sẽ là gì? Các con các cháu mới là khổ. Dạ vâng ạ. Thế nên các cụ run rủi cho vợ chồng nó là cái Lâm. Dạ, con nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Thì cụ chỉ run rủi cho con là điện đóng cho cái Lâm. Dạ vâng ạ. Rồi về nói chuyện với cả ê thằng Sơn. Vâng ạ. Thì cụ các cụ thấy các cháu là tham gia là cụ rất mừng, tức vâng là ta rất tôn trọng cháu. Dạ vâng ạ. Thế nên là các cụ thấy cảm thấy mừng chứ đáng nhẽ cái câu chuyện này là phải chồng cháu giải quyết ở giữa mới là đúng. Dạ vâng ạ. Về chồng cháu là con trai trong gia đình. Dạ, vâng. Là chồng cháu có quyền tham gia với các em trai em dâu. Vâng. Thế nhưng chồng cháu là cũng không nói năng gì. Vâng. Thế nên là mày nói thì tao cũng mừng, tao bảo thôi thì chồng mày không biết thì để cho vợ như thế là tao cũng mừng. Dạ, vâng. Thế tao cũng mừng thì thấy cháu nói chuyện với cả cháu Năm. Dạ, thì đây nói chuyện với em nó cũng vui vẻ, thế là các cụ phấn khởi. Dạ, vâng ạ. Các cụ cũng nên rồi nói với rủi cho bên tòa. Dạ, rồi run rủi cho để các cụ tập trung với bố mẹ cháu dưới suối vàng. Dạ, vâng ạ. Mấy các cụ là run rủi cho là thôi để cho dịu tâm dịu tính để cho vợ chồng về với nhau ăn Tết cho nó phấn khởi. Dạ, vâng ạ. Thế rồi các cụ xoa mắt xoa mũi rồi để trên trần gian này bên đấy người ta luật sư luật chiếc người ta cũng tham gia, rồi bên phụ nữ người ta cũng tham gia. Dạ, vâng ạ. Bởi vì đi ra khi trước mặt đệ tòa là phải có cả phụ nữ hai bên. Dạ, rồi lão kia người ta khuyên ngăn gì các cháu nó cũng giác ngộ được ra thì để cho mà
vợ chồng về với nhau là các cụ chỉ làm được như vậy. Dạ vâng ạ. Chứ các cụ không cho tiền được các cháu. Dạ vâng ạ. Mà các cụ cũng chỉ run rủi cho người nọ người kia, mỗi người ta tham gia vào một câu. Dạ vâng. Cháu chúng mày đỡ khổ thôi. Dạ vâng ạ. Chứ không phải là tao, của tao. Dạ vâng ạ. Không được cái gì của chúng mày đâu. Dạ vâng ạ. Theo... bản thân bây giờ màu mã của ta chúng tao không có, con nhớ chưa? Tao còn không trách các cháu nhé. Dạ vâng ạ. Tao còn chả trách các cháu. Thế các cháu làm sao mà trách được tao? Dạ vâng ạ. Thế giờ nếu tao mà có cột cổ cho các cháu là chúng mày có bắt ăn bắt để, chúng mày nhà cao cửa rộng, chúng mày bây giờ đã lo tìm cho tao được chưa? Bao năm nay chúng mày để mất mồ mất mả ở ấy, chỗ ấy còn đá, chúng mày đã tìm cho tao được chưa? Cụ ơi, cụ mất ở đâu? Ở đâu còn lâu mới lắm. Cụ phải đá. Mất chỗ chợ cái chỗ khu vực đấy, nó còn một con đá ở đấy nữa cơ. Quan có biết, vì quan về đấy làm dâu là nhà cụ này, quan có được biết là mỏ của bà nội mất, mà mất ở chỗ đấy, bây giờ người ta san bằng đi, người ta làm chợ và làm nhà. Không, tâm là quan cũng rất muốn ở đấy, trước đấy còn có hòn đá to lắm. Dạ vâng ạ. Nhớ chưa con? Dạ vâng ạ. Ở đấy có một hòn đá to lắm, nhưng mà đây mồ mả của chúng tao thì ấy, đã nói thật với các cháu là nếu các cháu mà thật lòng ấy về bàn với anh em giai, dạ vâng, thì là đấy các cụ run rủi cho thì anh em nhất trí thuận hòa, bởi vì dạ vâng khi ạ, các cháu không phải các cháu tự tìm được, dạ về vâng bàn không bây giờ về tìm được, thì thằng này thì bảo chắc gì đã phải bà nội mình, dạ người vâng kia bảo chắc gì này mới tự mẫu cha không nhận thì nhận đúng mối, dạ vâng, thế rồi lại có khi lại đau lòng các cụ, thì cái này anh em các cháu phải dạ bàn thẳng, vâng ạ, bàn bạc chủ yếu anh em giai. Dạ, còn các cô cháu gái vẫn tìm được. Thưa anh là mẫu của chúng tôi có người đào nhà làm nhà, người ta đào móng, người ta vớ ruộng, người ta đi chôn rồi. Vâng ạ. À. Vâng. Chứ không phải là chúng tôi bị đè đầu cửa cổ. Cụ ơi, con xin cụ, con xin cụ là nếu như cụ chúng con nhất tâm nhưng mà đây cho cháu về là với anh em ruột. Vâng ạ. Bàn với cả Sơn. Dạ vâng ạ. Các cháu nghe chưa? Dạ vâng ạ. Bàn với nó nhất trí, thế là vợ chồng cháu hoặc là thằng Sơn nó cử vợ nó, thì là cùng tập trung người ta dạ chỉ vâng dẫn. Chứ không bây giờ dạ mình cháu, lúc dạ ta bảo đến đấy người ta bảo thiếu gì mộ ở đấy. Dạ vâng ạ. Nó khó dạ lắm. Thế quan, bởi vì bản thân các cháu không biết mộ chôn kịp gì. Cụ ơi, quan xin nhớ chưa là tìm bây giờ cái gì? Bố quan thì là mất rồi, bố mẹ quan mất rồi. Bà quan mỗi em, mỗi bà tô thì bà giờ cũng lẫn rồi, bà cũng không nhớ. Thế bà cũng không lẫn rồi thì vâng các cháu thế chủ thì yếu là chúng cháu con ra. Chúng con là nói xin cụ là chúng con nhất tâm đi tìm cụ. Nếu mà cụ cho chúng con tìm thì cụ thun rủi cho chúng con để chúng con đi tìm cụ, thì cụ bảo bây giờ còn 5 hết Tết đấy rồi, mà sang năm thì chúng con xin tìm cụ thì cụ cho chúng con tìm thấy cụ nhất. Thì không con... cái này cháu cứ về bàn. Dạ vâng ạ. Chủ yếu là anh em giai nhất trí thì dạ các làng dâu mấy cháu gái không đứa nào động vào. Dạ vâng ạ. Con nhớ chưa? Cụ ơi, cụ đánh chứ con gái nhà con mới thật, nhà con là cháu cụ biết rồi, nhà con mới thật là rất hiền lành. Tao biết chồng mày hiền, nếu mà không hiền ấy thì tao bỏ đi lâu rồi. Con nói thật là nhà con hiền lành mà nói năng thì cũng không được đến đầu đến đuôi. Con nhưng mà tao có trách đâu. Dạ vâng, thế thì cụ đánh tiếng cảnh sát. Nếu mà tao đã bảo rồi, nếu các cháu hôn nào là tao sẽ bỏ đi như cái nhà làm sáng. Dạ vâng ạ. Thế con xin cụ thì ấy giờ đấy ta không thấy cái cháu còn tầm, không thằng nào nói là nếu chúng con nhất tâm đi tìm cụ thì sang năm mà cụ nói tầm nào thì cụ cho chúng con mới đi cụ ạ. Nói nhiều nói gì tốt nhất là hai vợ chồng cháu về bàn với anh em đi. Dạ vâng ạ. Bàn đi được thì là ta sẽ cố gắng ra riêng cho các cháu ra riêng thì ăn Tết ngày rộng tháng dài các cháu đi tìm mùa mai. Chưa cho thì cụ ơi, thế quan bây giờ quan muốn hỏi xin ý kiến của cụ là con, việc của con là con ý định là ăn xong Tết thì con lại đinh thì run rủi cho con làm được tinh tờ để con sang kia xong để thì bây giờ cháu, bây giờ cháu chót dại rồi thì cháu phải chịu thôi. Quan quan thế giờ đấy mà người ta nói, người ta nói với các cháu này này của chồng ông vợ, con nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Cháu cũng phải nói có đầu có đuôi, cụ ơi con đi nước ngoài, con làm ăn khó khăn, bây giờ người ta mượn của con, người ta cũng không bảo là người ta không giá. Dạ vâng ạ. Thế thôi giờ vợ chồng con ở nhà vất vả nuôi các cháu. Dạ vâng ạ. Thì con đi kiếm tiền để về lo lắng cho gia đình. Dạ vâng. Bây giờ người ta có mượn của con vài trăm triệu. Vâng ạ. Đây là bây giờ đây cụ run rủi cho người ta trả cho con để về vợ chồng con hưởng tuổi già. Dạ vâng ạ. Chứ bây giờ chúng con thì giờ thôi giả nhiều giờ ít, run rủi cho người ta giả sớm cho con. Dạ vâng ạ. Thế rồi cụ độ cho thế nào để cho vâng cháu trai của cụ bây giờ
ở nhà, một là bây giờ các cụ xem sắp xếp cho cháu công ăn việc làm ổn định, hai là cụ cho cháu nó sang ê vợ chồng nó ở gần gần nhau để cho các cháu, còn nếu không thì sau này sợ các cháu nó chồng một nơi vợ một nẻo rồi tình cảm các cháu nó ra sao. Thì cái đấy các cháu phải nặng khôn hoa. Xong phụ xem thế nào cũng sắp xếp cho cháu đẻ thêm đứa nữa. Cho đông anh đông em. Cụ ơi, con xin đấy mới là cháu ra. Con xin cụ là kiểu chưa thằng Hải. Xong ta bảo là đặt con mày tên là Hải mày cũng được rồi, thế cũng được. Thế bây giờ đây, thế ta bảo mày đi nội đây xong mày đi à? Thế ta bảo mày đi cướp mày đi à? Thế bây giờ mày bảo thôi cụ ơi, cháu là bố cháu thì thôi. Ê, con xin cụ, cô mày ngớ cụ. Con xin cụ, cụ run rủi cho con đi ăn xong Tết để à. Run rủi cho con làm bây giờ con đi. Xong rồi cái visa gì? Dạ vâng, cụ giúp con để run rủi cho người ta. Mày chào cụ bằng tiếng nước ngoài một câu xem. Mày cứ chào ta tiếng thế nào. Tiếng Nga, Nga, Nga. Ta bảo vợ mày chào tao, tao có bảo mày đâu. Tiếng Nga. Con chào con chào Sadatsuri trẻ. Bởi vì là tiếng Nga, con nhớ chưa? Dạ. Thế là phải chào như thế. Dạ. Thì tôi mới lại đậu cho anh chị đi sang bên đấy tiếp. Dạ vâng ạ. Các cháu sang đấy. Dạ vâng ạ. Xong tôi bảo lãnh cho con cái anh chị. Dạ vâng. Để các cháu được đoàn tụ. Dạ, nhớ chứ con, con nghe chăm sợ, cháu phải chào chăm sự nhờ cụ thì cụ run túi xem là cháu một là cháu đi đi cùng được mấy vợ, hai là nếu không thì cháu không đi được cùng sang chỗ vợ cháu thì run túi cho cháu để công ăn việc làm xem như là cụ được rồi cháu để cho cháu. Tôi sẽ đọc còn cái tiền nong của vợ chồng phải báo nhau, còn cũng cố gắng mà đòi lại. Cái thứ hai thôi là chị Niên như thế, còn các cháu chỉ có việc bảo chị Niên. Nếu chị Niên là chị xuất giá tổng phu, con nhớ chưa? Dạ. Chị cho người ta mượn tiền mượn năm hoặc là chị lo công việc cho các cháu Giang, con nhớ chưa? Dạ. Thế bây giờ chị phải có mồm. Cụ vâng. Ơi con nhờ bên nội bên ngoại các cụ giúp con. Vâng ạ. Chứ cái này tao cũng không có trách nhiệm ở cái điểm này rồi. Có phải các cụ? Vâng. Vì nàng đi xuất giá tổng phu. Dạ. Bây giờ chị phải trách nhiệm gọi nhà lợi, còn chúng tôi chỉ là ngoại chỉ phụ ở đấy thôi. Dạ dạ dạ. Còn với cháu đừng có nói là người ta lừa mày. Con cháu nhà mình đến còn cầm tiền, đến còn khẩn cầu người ta giúp đỡ. Con nhớ chưa? Cái đấy là không thể nào bọn ta là lừa được. Có phải các cụ? Con người ta chưa xin được việc cho con cháu mình. Thì bây giờ mình muốn lấy lại, xin lại cái số tiền đấy thì mình người run rủi cho người ta đấy, lương tâm người ta lại là bảo cụ ơi cụ run rủi cho lương tâm của người ta này, người ta nghĩ lại người ta đưa lại cho chúng con. Có phải các cụ? Chứ còn bây giờ cái số tiền cúc chủ này cứ đéo nào muốn trả ai nữa, móc em. Nó chặt, dạ. Con nhớ chưa? Dạ. Cũng như vợ con bây giờ đây cho cái cây. Bây giờ đây còn đấy, tại sao chúng ta no? Còn bây giờ các cháu có nhà cao cửa rộng rồi. Trước đây hai bàn tay trắng các cháu đi lập nghiệp có cái gì? Dạ. Mua đất làm nhà các cháu có cái gì? Dạ dạ. Bây giờ các cụ từ nhà quê thì thôi từ chứng minh sau đó, con nhớ chưa? Dạ. Cho các cháu bây giờ ra Hải Phòng lập nghiệp rồi lập công ăn việc đầu tiên ở đấy chúng ta ra. Dạ. Chúng ta che chở cho con cái cháu chắc rồi thuận buồm xuôi gió. Dạ. Rồi công thành danh tại thì các cháu. Còn con với dâu nhà mày mang kẹo sô cô la về, vợ mày mở tủ tao còn nhìn thấy từng cái lết. Vợ mày mở tủ xong đút vào túi xách đi. Cái đấy là không phải là của vợ mày mà là cũng không phải vợ mày mua. Mà không phải con mày biếu các cụ mà con mày mua và để tủ để cho các cháu ăn. Không, con làm gì đó, con cháu. Thì để các cháu ở nhà, các cháu nó ở nhà đưa lên lớn, đưa bé nó đến ăn. Các cháu đến ăn thì vợ mày hẳn cầm ghê, đút vào túi cho xách đi. Cái đấy nó không phải đồ biếu cụ. Đấy là đồ gọi là lấy trộm. Không, của con thì con... Nếu mình cháu nó mua về thì qua để trong đấy con lấy mà con thôi con đi tìm cụ con. Bây giờ mày cứ lên lịch sự như sao mày cứ nhẹ nhàng mà con này các cụ này. Thế cháu nó mang cái sô cô la về, con mang đi biếu cụ đây. Thế là các cụ biết, tự mở mở, đi im phục. Con nói bảo tôi con cứ lấy đem lên để tìm. Con cháu cứ về bàn đi. Còn đâu là đây, cây liên thì ngồi đây vẫn nghe đây gì. Thì thôi đây tạm chỉ nói với các cháu thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành liên à. Thì thôi đây cuộc sống ai cũng có cái khổ, cái sợ, ai cũng có cái buồn, cái túi. Thì thôi đấy các cháu mà lo được cái việc cho các cụ đến nơi đến chốn thì chúng ta lại phục hộ cho thêm. Còn bây giờ ta cũng không có của có cái ta vật chất ta cho các cháu đâu. Nhưng cháu cũng phải kêu cầu nhà chồng, rồi kêu cầu các cụ bên đấy rồi là ba bè bốn bên rồi là người ta phục hộ cho. Thế còn đi về đi các cháu, thế ta cũng đang tính rồi. Mai mốt thì tao qua nước ngoài rồi là tao phụ hậu cho các cháu chắc. Thế còn đi, mày có biết cái thủy không? Có à. Đợt này không phụ hậu cho nữa nha. Thủy con trai hả?
Mày lui đây, lui ra ngoài. Nghe cây thì có hỏi con nhà Hưng không? Không, không. Con không biết tên nó. Úi giời ơi, chết rồi. Tên con chứ con không, không có đứa nào tên Thủy. Cháu tên là Thảo. Thảo, một đứa tên Thảo là gọi bây giờ thì tên giấy của nó là Thủy. Thế con chỉ biết là gọi là Thảo thôi, chứ còn nếu gọi là Thủy thì lại sang một người khác rồi. Con không, tên giấy khai sinh của nó, mình phải treo cái giấy của nó mình gọi chứ. Con thấy chỉ thấy gọi là cháu Thảo. Còn đây đây, ở trên trần nhà mày bây giờ mày bảo là cụ cứ gọi cháu tên thằng Tuấn, được không được, giấy tờ của nó là thằng Anh là vẫn được không? Thế bây giờ cụ ơi, con xin là cái tên của cháu, thế thì con cứ gọi cháu là Tuấn ạ. Ừ thì gọi nó là đây, bây giờ cứ gọi cháu là đây, thằng Tuấn là được rồi. Dạ, thế còn mày mới đến nghe lời thì tôi phục hộ cho có mầm mống. Dạ vâng, thế con xin cụ là tôi gọi cháu là tên, nhưng mà con muốn hỏi là cháu tôi nghĩ là bảo là sang năm cháu về, cháu bảo 8 tháng nữa cháu về, chứ cháu không muốn ở bên kia nữa. Vì cháu một lơi vợ một léo. Nếu mà cháu về thì thế là có được. Về thì thấy nghề nghiệp bây giờ không có. Dạ. Bây giờ về Việt Nam mày làm cái gì? Thế mà cháu lại không thích ở bên mà là một không về. Phải đưa ở bên này đưa ở bên kia là nhớ nhau. Dạ. Nhớ chưa? Bây giờ làm nào ấy, bốc tất đi. Vâng, thưa cho chúng nó sang đây làm ăn. Cụ con ta mơ để trả được tiền hôm nay quay về. Về ấy làm cho cháu rất là một là cho cháu chắc của cụ đi, hai là không thì biết giờ tôi sẽ sao. Thế cụ ấy con nói chuyện với anh chị chán lắm. Tôi quan xin kiểu đó gì đó cũng cụ ấy thế em hỏi cái chị đấy thì chị tên là gì, con còn biết rồi, để con thắp hương con cúng cái ngày rỗ này. Thế con này từ trước đến nay cũng thế nào? Con chỉ biết là thắp hương này, con chả biết tên là gì cả. Nhưng mà ngày xưa đã đặt tên đâu mà bây giờ không đặt phải cho tên. Mấy tuổi con nghe, mấy tuổi con? Ồ, nghe lên được ấy, 3 tuổi rồi. Dạ vâng. Đâm 3 tuổi rồi, lên sởi. Vâng. Nhá, lên sởi trong bị ấy, lên sởi là chạy sởi là chết. Vâng. Đấy, nhưng mà đây không bảo. Con biếu cụ. Thế cụ ơi, thế con hỏi là chị con tên là gì để con tính? Bây giờ này bom 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 này là hai. Con xin biếu cụ là dung túi cho giúp con đòi nợ. Cái này là cái đòi nợ hả? Dạ. Cái đòi nợ con cho vay mấy cả đợt này cụ phụ hộ cho cháu nè. Sang bên cháu làm được giấy tờ visa để chăng sang ăn Tết xong cháu bay đây. Dạ. À này là 200. Vâng. Vậy các cụ. Vâng. Cô bó 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 bó. Thế này nó sẽ biết. Là gì để con cùng. Con đâu mới bảo. Con đơn giấy biếu cụ, đây là tiền của hai vợ chồng nhà con kìa. Cái tiếng mắt mờ nhưng mà chờ vẫn thấy. Tiếng đồng hồ. Tờ này tờ lo, tờ này hai tờ này là 100 là 100. Dạ, đấy các cụ. Dạ. Vòng quanh nó thế một tiếng đồng hồ. Tên là gì hả? Không được bạn. Đã bảo tháng 2, tháng 3 sang rồi họ đã lên thôi là sáng nếu tìm mộ thì cha mới bảo. Dạ bảo rồi. Cứ hỏi nhỉ. Mày có biết ông Chín á? Đúng tiếng đồng hồ. Con biết ạ, đấy là chồng của tao đấy ạ. Vâng. Chào các cụ. Vâng. Con chào cụ ạ. Vâng, con chào cụ ạ. Chí Ninh thuộc tỉnh Hải Dương. Con chào cụ ạ. Cái chị con tên là gì? Con được cái ông này đã bảo tháng 2 rồi gần. Con